gì cũng xin lỗi. Hàn gắn những vết thương thôi. Đừng cố im lặng, chỉ biết nhìn thời gian trôi. Ngại gì nói câu xin lỗi. Buồn phiền rồi sẽ hết thôi. Tha thứ nhau vì những lời xin lỗi. Chào cậu. Dạ. 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 Vâng ạ. Mày uống nước. Cảm ơn cậu. Tôi đã đích thân đến xem khu đất. Đo đạc rất kỹ lưỡng, với lại kết hợp bản vẽ của ông á, thì tôi tin đây sẽ là một ngôi biệt thự tuyệt vời. Cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Thật ra đây là ước mơ của tôi đó. Tôi muốn có một căn nhà để dành cho gia đình nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt nhọc. Cảm ơn ông đã cho tôi thực hiện ước mơ của ông. Tôi sẽ đích thân làm bản vẽ cũng như là cái bản sao kê tiền bạc này kia để cho ông an tâm nhất. Đúng là cậu báo giá rất là rẻ so với là các nhà thầu mà tôi đã làm việc á. Thật sự á, khách hàng khi đến với tôi á, họ đều hoang mang về giá cả. Dạ. Bởi vì tôi á, tôi không thích nói chung là ham lời nhiều quá mà nâng giá vật liệu lên. Tôi lấy ít làm đúng như những gì tôi có. Cho nên ông cứ an tâm, với những con số này thì ngôi nhà của ông là một ngôi nhà hoàn hảo. Nếu mà đúng theo ý cậu á, thì tôi nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Cậu cứ thực hiện đi, rồi cái gì tôi sẽ tham khảo thêm ha. Không biết tôi có thể hỏi ông một câu hỏi ngoài lề không? Ngoài tôi ra, ông có còn đang xem xét một nhà thầu nào nữa không? Cái này thì... Không, nếu mà thấy ngại thì không cần trả lời. Có gì đâu mà ngại. Cái sự mà lựa chọn nhà thầu đó là quyền lợi của tôi mà. Đúng ra là tôi cũng đã có tham khảo bên anh Tuấn á, công ty NCV. Thì ở bên đó cũng cho tôi một số cái chi tiết mà tôi thấy cũng đáng để tham khảo. Thì ra là ông đang tham khảo anh Tuấn NCV. Sao? Cậu cũng biết cậu này à? Thì thật ra tôi đã từng phải tiếp quản một công trình gian dở của anh Tuấn. Nó còn khoảng 20% nữa là hoàn thiện, nhưng mà tôi phải tiếp quản và hoàn thiện để giao nhà đầu tư. Ồ, lại có chuyện vậy nữa hả? Thì thật ra chuyện này là như vậy. Vào cái thời điểm đó thì anh Tuấn với lại nhà đầu tư có một số xích mích về tiền bạc. Nhà đầu tư thì họ không muốn chi thêm tiền, còn anh Tuấn thì cứ nâng tiền lên. Cho nên nhà đầu tư phải nhờ đến tôi để giải quyết 20% công trình còn lại. Bây giờ thì tôi có thể hiểu được nhiều rồi. Thật ra tôi nói chuyện này với ông không phải là tôi tranh giành một dự án nào cả. Tôi nói ra chuyện này để ông có sự lựa chọn chuẩn nhất về nhà đầu tư thôi. Không sao, cậu cho tôi biết thêm những cái chi tiết này là hay lắm rồi. Những cái đề xuất của cậu thì tôi sẽ tham khảo thêm. Và có gì tôi sẽ báo cho cậu sau ha. Bây giờ tôi phải có việc đi ha. Tạm biệt cậu nha, hẹn gặp lại. Dạ, rất mong sẽ hợp tác. Cảm ơn cậu nhiều lắm nha. Xin phép. Em hỏi nè, tại sao lúc nãy anh lại nói với ông Lâm như vậy? Chuyện của anh, em hỏi để em biết được cái gì? Em biết hết đó nha. Chuyện của anh Tuấn NCV á, cái việc đó là do lúc đó là nhà đầu tư ép phải giảm giá vật liệu. Nó không có đúng với lại cái hợp đồng ban đầu đưa ra. Cho nên là anh Tuấn anh mới đơn phương hủy hợp đồng. Tại sao anh lại nói sai sự thật như vậy? Ủa, anh nói sai gì đâu. Anh không hề nói sai gì hết. Thì nói chung là Tuấn bỏ hợp đồng là đúng. Thì anh chỉ chỉnh nhẹ lại thôi, anh chỉ chỉnh nhẹ câu chuyện để phần lợi về bên anh. Đúng không? Em biết, nhưng mà em nghĩ là anh có nên coi lại cái hợp đồng này không? Tại vì em thấy cái dự án này nó là một cái dự án lớn chứ không phải là một cái dự án nhỏ mà mình có thể dễ dàng mà mình nhận như vậy. Với lại nó, em thấy là nó hơi quá so với cái khả năng của anh. Quá so với khả năng của anh? Em cứ quá đi, rồi khi nào đủ tiền trả cái nhà này? Không phải là em không có tin tưởng vào khả năng của anh, nhưng mà bây giờ đây là một cái dự án lớn. Nếu như mà anh quyết định anh nhận thì ít nhất phải có một cái đội ngũ nó phải cùng đồng hành với anh thì mới có thể thực hiện được. Còn một mình anh đơn phương như vậy, anh có thể nhận những cái dự án nhỏ hơn trong tầm tay của anh thì anh nhận bao nhiêu mà chẳng được. Em nói cứ như là chồng em bất tài vậy đó. Anh không cần biết. Cái chuyện đầu tiên của anh là anh phải lấy được cái dự án này.
Cái chuyện thứ hai á, anh sẽ từ từ tính. Nhưng mà một cái dự án lớn như vậy á, mà anh dám mà anh đánh cược như vậy là em thấy là không có ổn đâu. Anh biết anh phải làm gì. Việc của em á là ngồi yên ở đây và nhìn anh thôi. À, hôm nay là coi như là tôi quyết định mời bên cậu dự thầu làm cái căn biệt thự cho gia đình tôi. Cảm ơn ông đã tin tưởng tôi và giao dự án lần này. Tôi đặt hết niềm tin vào cậu đó nghe. Ông an tâm đi. Đây, bên tôi đã lên kế hoạch và đang chạy dự án rồi. Vậy là tốt lắm rồi. Cậu bắt đầu làm được rồi đó. À, khi nào mà có điều chỉnh cái gì đó thì cậu báo cho bên tôi biết. Ông an tâm đi. Bên tôi một khi đã làm là chắc chắn không có sự điều chỉnh nào hết. Ông chỉ việc ngồi ở đây đợi nhận nhà và trầm trồ thôi. Vậy thì tốt quá. Khi nào cậu qua bên tôi ký hợp đồng được nè. Ngày mai tôi sẽ qua bên ông ký hợp đồng, sẵn hoàn tất hết thủ tục luôn. Cảm ơn ông đã tin tưởng giao dự án lần này cho tôi. Chỉ cần cậu làm tốt là được rồi. Ông an tâm, nói chung là chỉ đợi ngày nhận nhà, bước vào căn nhà mới và trầm trồ kháng phục làm tuyệt vời nhất có thể. Vậy ngày mai nếu mà anh tới ký hợp đồng, anh điện thoại cho tôi trước nha. Cảm ơn được. Xin phép tôi đi trước ha. Chồng. Ủa, em đâu đây vậy? Em có hẹn cà phê với bạn ở đây. Nhưng mà em hỏi nè, anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh quyết định thực hiện dự án lần này hả? Ủa, em sao vậy? Chồng em trúng dự án không vui mà em còn hỏi gần kiểu đó. Nhưng mà em thấy là lần này cái dự án này nó quá lớn. Không mấy anh để cho bên anh Tuấn MCV làm đi, được không? Nhường cho Tuấn MCV? Sao lại nhường? Nè, anh nói cho em biết nha, Tuấn MCV hơn anh là chỗ nào? Là sinh ra ở Dạch Đích. Sinh ra đã có tất cả, sinh ra đã có công ty, sinh ra đã có ba mẹ giàu ha. Còn anh là cái thằng phải làm tất cả, phải tự đi lên, chỉ hơn anh chỗ đó thôi ha. Còn nếu như em xem Tuấn MCV là tài giỏi á, thì nó sẽ không bao giờ mất cái dự án này vào tay anh nha. Em biết, nhưng mà anh cũng không thể nào mà khinh thường cái khả năng của người ta được. Anh có biết là từ đó tới giờ bên Tuấn MCV á, làm việc á, rất là có tiếng, có kế hoạch đàng hoàng và những cái dự án của người ta rất là được lòng khách hàng. Bây giờ hả, khi không anh giật cái dự án của người ta như vậy, đâu có nghĩa là cái thực lực của anh giỏi. Em thấy anh chỉ nói cho hay thôi. Còn hiện tại bây giờ anh vẫn chưa biết là anh sẽ thực hiện cái dự án đó hả, nó bắt đầu như thế nào mà. Cái chuyện là chuyện của anh tính ha. Anh sẽ tự cách sắp xếp của anh. Đó là chuyên môn của anh. Anh sẽ làm được tất cả mọi thứ và khách hàng không bao giờ biết được điều đó. Anh nói vậy là sao? Có nghĩa là anh muốn qua mặt khách hàng hả? Như vậy có nghĩa là anh đang làm cái việc không đúng, anh đang lừa dối khách hàng. Và chưa hết, anh nói chuyên môn hả? Em coi file trong máy tính rồi, những con số mà anh đưa ra là nó không hợp lý. Với cái số tiền đó đó, không thể nào mà anh hoàn thành dự án một cách chất lượng được. Khẳng định với em một lần nữa, đây là chuyên môn của anh. Anh sẽ làm được và khách hàng sẽ không biết. Nhưng mà em không muốn anh lừa dối khách hàng. Nếu như một cái chuyện này mà lộ ra ngoài á, mặt mũi ở đâu mà anh nhìn ông Lâm nữa. Em nghĩ là bây giờ trước khi mà mọi việc quá muộn, anh nên hủy hợp đồng đi, rồi chọn một dự án nhỏ hơn trong tầm tay của anh. Anh có thể làm và em không ngăn cản anh nữa. Không bao giờ anh hủy hợp đồng. Em nói vậy mà nghe được hả? Chồng em đã phải mất biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu mồ hôi mới giành lấy cái hợp đồng này. Em nói hủy là hủy. Nè, em là vợ anh, đừng ở đây làu bầu mà lên mặt dạy đời anh nha. Em không phải là dạy đời anh, nhưng mà anh không thể nói những điều mà anh không thể làm. Em phải ngăn cản anh kịp lúc chứ. Em là vợ anh, mà trong dự án này á, anh thấy em không hề ủng hộ anh. Em là vợ anh cho nên mới muốn tốt cho anh. Em không muốn hả thấy anh tự hại mình. Bây giờ anh vẫn cố chấp đúng không? Được rồi, em không can thiệp nữa. Anh muốn làm gì anh làm. Chuyện gì đâu không à? Sao rồi anh? Chuyện sao rồi? Con không biết hết mọi chuyện rồi. Biết hết rồi hả? Anh cứ tưởng là mình hoàn thành xong cái phần móng của ngôi biệt thự là mọi chuyện nó im xuôi rồi. Không hiểu sao
ông Lâm nghi ngờ anh rồi cho người điều tra bể hết rồi. Vậy là ông biết tất cả những sự thật không giống như những lời anh nói đúng không? Em không hiểu nổi anh luôn á. Em đã khuyên anh ngay từ đầu rồi, tại sao anh không chịu nghe lời khuyên của em hả? Anh còn nói em, anh còn la em nữa. Bây giờ sao? Bây giờ anh đã quyết định sao? Ông Lâm, ông bắt anh là phải trả tiền vật tư, tiền công nhân, rồi nói chung là không cho anh hoàn thành cái dự án này nữa. Anh phải bồi thường một số tiền rất lớn cho ông Lâm. Là đền bù hợp đồng, tất cả mọi thứ. Chồng ơi, Bây giờ kiếm đâu ra một cái số tiền lớn như vậy hả? Anh thấy chưa? Anh có thấy cái hậu quả chưa? Em ngay từ đầu em đã nói cho anh rồi, nhưng anh không chịu nghe. Anh nghĩ là người ta sẽ tin những cái lời nói mà anh vẽ ra hả? Anh nghĩ những cái lời nói hoa mỹ đó hả sẽ làm nó thành công của anh hả? Bây giờ hậu quả rồi đó, anh có gánh nổi không? Em không hiểu nổi anh luôn á. Sao anh không lên lầu đi? Anh ngồi ở đây 3 tiếng rồi đó. Bây giờ không ngồi đây, anh biết phải làm gì giờ? Thật ra là hồi nãy em có cố gắng để liên lạc được với ông Lâm, và em đã cố gắng thuyết phục được ông Lâm cho hai vợ chồng mình một cuộc hẹn vào ngày mai. Và em muốn ngày mai anh phải cùng với em ra ngoài đó xin lỗi ông Lâm, và anh phải sửa chữa lại cái sai lầm của mình, làm lại dự án này một cách đàng hoàng và nghiêm túc. Tất cả những vật liệu và xây dựng anh phải làm đúng như những gì mà anh đã cam kết trong hợp đồng. Bây giờ nếu mà mình làm đúng á thì mình sẽ phải lỗ, mà lỗ nhiều luôn á. Bây giờ em hỏi anh nè, bây giờ lỗ với đền hợp đồng cái nào nhiều hơn? Anh còn tâm trạng mà nghĩ tới lợi nhuận nữa hả? Vấn đề quan trọng ở đây, em muốn anh phải xây dựng lại được lòng tin với lại khách hàng. Khi anh xây dựng một căn nhà, cái nền móng là cái quan trọng nhất. Khi mà nền móng chắc chắn á, thì cái uy tín và lòng tin của anh, khách hàng người ta mới thấy được. Chứ không phải là chỉ những cái lời nói hoa mỹ anh vẽ vời ra với khách hàng rồi cuối cùng anh không thực hiện được. Em muốn đây là lần đầu cũng như lần cuối anh mắc phải sai lầm này. Anh hiểu chưa? Đỡ. Anh sai. Anh là người phá nát cái nhà này. Anh xin lỗi vợ. Cứ chăm chỉ làm việc trong im lặng, hãy để thành công trở thành tiếng nói của bạn. Ngày dù nói câu xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ